Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Hoa Kiển Hùng Thi. Và hôm nay Hoa Kiển Hùng Thi xin giới thiệu đến quý anh chị một loại cây, đó là cây sơn tùng. Và cây sơn tùng này là dạng tháp nên quý vị rất nhiều xe cỡ cho quý chị lựa chọn luôn. Nó có công dụng là giúp căn nhà chúng ta thêm vẻ đẹp là sang trọng nè quý chị, quý phái hơn. Và cái tác dụng của nó còn có tác dụng là lọc không khí nè quý anh chị, giúp cho cái không khí chúng ta thêm trong lành luôn. Thì anh chị nào cần loại sơn tùng như thế này cứ liên hệ vào số line 0918708965 để nhân viên chúng em tư vấn và báo giá cho quý anh chị nha. Đó, thì ngoài ra thì Hoa Kiển Hùng Thi còn cung cấp tất cả các loại cây công trình lớn nhỏ luôn, cỏ các loại, cỏ thảm, cỏ nhân nhật, cỏ lá gừng ta, cỏ lá gừng thái, cỏ xin chi, cỏ đậu phộng, vân vân. Thì anh chị cần kiếm những mặt hàng như thế nào thì cứ liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi 0918708965 để chúng ta sở hữu được những cái cây kiển qua lá tươi tốt đẹp như thế này nha. Đó, thì shop Hoa Kiển Hùng Thi tọa lạc tại số 36 đường DT848 khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với số hotline 0918708965, trực thuộc khu du lịch biệt dự Happyland Hùng Thi, trực thuộc công ty Hoa Kiển An Cư, đã hoạt động hơn 15 năm. Thì quý anh chị cứ yên tâm mua hàng bên Hoa Kiển Hùng Thi, chúng em sẽ đảm bảo cái hàng chất lượng cho quý anh chị nghe, quý anh chị cứ yên tâm vấn đề đó nhé. Đó, và quay lại trở về cây sơn tùng thế này, đó, chúng ta có thể trồng ở bồn chậu này quý anh chị, chúng ta có thể trồng dọc lối đi, chẳng hạn như quý anh chị thử đây nè, tưởng tượng đây là lối đi của chúng ta trồng dọc hai bên đường nè. Nhìn rất là tuyệt vời luôn quý chị ơi. Thì ấy quý chị cần cứ liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi ngay 0918708965 để nhân viên Hoa Kiển Hùng Thi tư vấn và báo giá cho quý chị nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nó tạo cái vẻ đẹp rất là uy nghiêm ha. Rồi sang trọng nè. Rồi ngoài ra thì nó còn giúp lọc không khí chúng ta rất là trong lành mát mẻ luôn. Thì anh chị cần cứ liên hệ với Hùng Thi ngay 0918708965. Và ngoài website hoakiểnhungthi.com thì Hoa Kiển Hùng Thi còn có một kênh YouTube, đó là Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Quý anh chị vào đó để mà chúng ta tham khảo những cái sản phẩm mà chúng em đã đăng trên đó nha quý chị. Và nhớ hãy cho chúng em một like, một đăng ký kênh để cho chúng em có thêm động lực tạo những clip hay hơn nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Quý anh chị nào cần sơn tùng hãy liên hệ với Hùng Thi ngay 0918708965 để nhân viên Hoa Kiển Hùng Thi tư vấn và báo giá cho quý chị nha. Đó, quý anh chị đừng ngần ngại mà hãy nhanh tay liên hệ đi 0918708965. Chúng em sẽ rất là nhiệt tình, rất là hân hạnh được để mà mình tư vấn và báo giá cho quý chị nha. Đó, thì quý anh chị cũng yên tâm mua hàng bên Hoa Kiển Hùng Thi nha. Chúng em đã hoạt động hơn 15 năm thì quý anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề mua hàng và cách thức thanh toán bên Hoa Kiển Hùng Thi nha. Đó, và anh chị ơi, sơn tùng này rất là đẹp luôn. Anh chị cần thì mua nha, liên hệ với Hùng Thi 0918708965 nghe quý anh chị. Ngoài những cây lớn như thế này thì Hoa Kiển Hùng Thi còn cung cấp những cây nhỏ hơn nha quý anh chị, tùy xe cỡ cho quý anh chị lựa chọn luôn. Đây là những cái cây nhỏ nè. Đó, chúng ta có nhiều khi chúng ta có đẹp, chúng ta so sánh thử nè. Chúng ta có thể chứng ở chỗ dọc trong nhà chúng ta, dọc lối đi ngay trong nhà nè, hai bên cửa nhà của chúng ta nè quý chị. Đó, căn khu biệt thự chúng ta cũng rất là đẹp luôn, tạo sự sang trọng cho ngôi nhà của chúng ta. Và chúng ta nhỏ hơn, chúng ta có thể mua loại nhỏ hơn để chúng ta chưng trên bàn cũng rất là ok luôn. Thì chị cần cái liên hệ với Hoa Kiển Hùng Thi ngay 0918708965 để nhân viên chúng em tư vấn và báo giá cho quý anh chị nha. Rất là tuyệt vời luôn, hãy nhanh tay liên hệ vào số like 0918708965 thì chúng ta sở hữu được những cái cây rất là đẹp như thế này nha quý anh chị. Đó, thì đến bây giờ thì chúng em cũng xin tạm dừng cái clip tại đây. Nếu anh chị cần sơn tùng loại như thế này, lớn nhỏ cao bao nhiêu thì cứ liên hệ qua kiểm một khi đi, thì chúng em cũng sẽ đáp ứng cho quý anh chị ha quý anh chị. Và bây giờ thì xin tạm dừng cái clip tại đây, hẹn gặp lại quý anh chị trong những sản phẩm tiếp theo. Chúc quý anh chị một ngày thật tốt lành, vui vẻ mát mẻ nha. Bye bye.